Kính chào quý khán giả và bà con cô bác nha. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thì đầu năm thì mình xin chúc quý cô bác rồi dồi dào sức khỏe và là trái cây nông sản và được năng suất và đạt giá thành cao nha. Thì cây lúa là đã cây đã gắn bó với nông dân Việt Nam á từ hàng ngàn đời nay rồi bà con. Nên vấn đề để quản lý dịch hại và tăng năng suất trên cây lúa luôn là một vấn đề muôn thuở ha. Thì công ty thì đã áp dụng là sử dụng Mentus trên cây lúa. Đây, như vườn của chú ha. Thì mình đã áp dụng là Mentus cây lúa là 3 thời kỳ. Trong 3 lần là đó, chỗ đón đồng, chỗ lạc sạc và chỗ đều ha. Đây Mentus đây nè. Thì những điểm mà cây Mentus đem lại trên cây lúa á, một á là lá đồng xanh nè. Bà con để ý là lá đồng lúa này còn 10 ngày nó cắt nha, nhưng mà nó không rất là xanh ha. Hai á là tỷ lệ vô hạn rất là cao ha, không có lép lửng luôn, rất là ít lép lửng ha. Nhà lúa đều nè, đặc biệt là hổm nó chỗ rất là thoát nha. Một cái nữa là nó rất là chắc bụi bà con, mình quơ ngang nè là mình thấy cái lúa nó đứng lên nè. Cụ này thì thấy khác biệt hoàn toàn bà con. Mình đứng ở đây nè, mình nhìn trên lộ xuống xuống á, mình thấy ruộng mình á nó xanh, lá động rất là xanh nhưng mà rất là sáng hạt nha. Rồi sau đây thì mình xin lấy ý kiến của chú á về kinh nghiệm sử dụng Mentus trên ruộng lúa nha. Cảm ơn. Cái này xài ba cử nè. Dạ. Rồi thấy ở trên ruộng của mình là không xuất hiện trái bị đá luôn hả? Cái gì chứ tôi xài vụ này nữa là vụ thứ năm rồi. Hầu như là trái bì lá là không có luôn. Dạ. Rồi mình xài Mentus cứ hai đến ba cử trong một vụ đó là không xuất hiện luôn. Đúng rồi, xài một vụ là xài ba cử thôi, không cần nhiều nhiều. Dạ. Ba cử thôi. Ba. Đón đồng với thổ sạc với thổ đều đó. Dạ. Tuyệt vời đó. Mà rõ ràng là so với ruộng mình, ruộng cái bên là ruộng mình vô năng suất cao hơn phải không chú? Tỷ lệ là chỗ thoát cao hơn. Chỗ thoát cao, với hai nữa là vào gạo nhanh. Dạ. Thứ ba nó bóng nảy nhiều lắm. Dạ. So con để cái là thường con thường làm đó giờ thấy đặc biệt là xài ruộng trên xài Mentus lá động lúc nào cũng xanh hơn nha. Đúng rồi, xanh hơn, nó xanh với nó tới ngày cắt nó vẫn còn tươi mà nhưng cái màu vàng thì có chứ không phải nó xanh nha. Dạ. Là chú nhắm năng suất năm nay của mình là vẫn cao hơn năng suất mấy ruộng kế bên không chú? Chắc ăn phải cao rồi, tại vì mình học lúa mình nó lớn hơn rồi. Dạ. Thứ hai nữa tỷ lệ hạt chắc mình nó cao hơn rồi, mình so sánh với ruộng xung quanh mình thấy mình cũng biết liền rồi đó. Dạ. Chú kê bên nó cũng xài bên tốt luôn đó hả? Ông hỏi sao mà xịt thuốc lúa gì bóng nó đẹp, với hai nữa tổ nhanh, với ba nữa nó vô gạo này kia đồ gì đó. Rồi cũng quen với ổng rồi chia cho ổng trai ổng tứ, điều ổng tứ con cử nghe nó gành cũng cái bên á. Dạ. Chỉ tứ con cử một thôi. Còn tôi thì tôi sử dụng tới ba cử, tại vì tôi có xài vụ này nó vụ thứ năm rồi. Thì hồi lúc đó làm sầu riêng bên ngoài đó thì xuống với Thái mua về là xài luôn đó. Dạ. Lấy ra là thấy thuốc nó ấy gì đó mà lấy ra làm thí đại thấy nó đạt. Mà rõ ràng là cái ruộng của mình đứng trên cái bờ đê trên kia ha. Mình nhìn xuống lại cái ruộng mình nó khác biệt hoàn toàn xuống cái bên luôn. Ruộng xung quanh là cái như là nói dài 50 chủ xung quanh đi. Đó, thấy cái màu mình nó khác hơn nhiều lắm. Dạ. Mà cái ruộng của mình là lúc trước là lấy lớp mà đất mặt rồi. Làm năng suất rất là thấp luôn mà đất lại gò nữa. Nhưng mà mình sử dụng nó thì năng suất lại cao hơn, lúa này đẹp hơn người ta đó là rồi xung quanh lúa cao, lúa cái tỷ lệ nó bông nó to hơn. Dạ. Bên này cho biết bên đây tỷ lệ. Dạ, đúng rồi. Đất màu mỡ nè. Dạ. Đất người ta nó thấp. Nhưng mà, hơn mình đất trũng đất lung lúc trước con vô khoảng nửa tháng trước á, là cái ngày khoảng ngày 14 tháng 12 á, thì ruộng bên đây thì của mình nó đã chỗ đều hết trơn rồi, nhưng ruộng này thì nó chưa có chỗ mà nó còn chưa thoát đồng kịp, nhưng mà của mình nó chỗ thoát cực kỳ mạnh luôn nha. Ừ. Chứ bên này lúc đó nó đất nó màu mỡ hơn mà cái dạng như nó không có được phát triển như mình đó. Dạ. Mà ruộng mình từ cái lớp đó cái đất bỏ đất mặt mà đất lại gò mình giờ năm nay là chúng hơn là ngon lắm rồi đó chứ. Đúng rồi, khá hơn người ta nhiều. Được. Dạ. Một lần cái miếng này nó khó làm dữ lắm. Dạ. Mà chú thấy là mình xài Mentus ba cử, chú thấy là nấm bệnh với nấm khuẩn ở trên ruộng mình xuất hiện có nhiều không chú?
Nói chung là cái nấm á, là tôi thấy là nó không có đó. Dạ. Quên cái phẩn chưa? Cái phẩn. Còn cái nấm á, tại vì tôi sợ sợ á. Dạ dạ. Rồi tôi cộng cái thằng nấm vô. Dạ. Đó. Còn cái phẩn là tôi cắt bỏ luôn, tại vì cái vụ ba hôm rồi cái tình cờ là tôi tưởng con là nó không có điều trị, chỉ là nó cái dạng như thuốc nó dưỡng thôi. Dạ dạ. Mà không ngờ nó trị luôn cái phẩn. Dạ dạ. Rồi nên tôi mới vụ này là tôi cắt phẩn luôn. Đó. Vụ ba hôm rồi là tôi có xài gì, chung mà tôi thấy nó đạt kiểu dần, mùa nay tôi cắt thử là cái dạng như phẩn không có luôn. Dạ dạ. Có cộng nấm vô thôi. Nó nội nọc cái phẩn, mình là cái phẩn không đúng là rồi. Vụ là mình kiếm mỗi một công coi mỗi một bình như vậy nó 20 mấy ngàn. Mà ba lần như vậy là nó khoảng 60 ngàn. Dạ. Nếu là nếu total thì giờ hiện giờ 11 ngàn gói. Dạ. Bình thì hai gói nhằm dạng 22 ngàn. Dạ dạ. 22 ngàn thì ba lần nó phải 64, 66 ngàn. Dạ. Nó vậy đó. Là mình trước mắt mình lời hơn người ta được 66 ngàn cho một bình thuốc. Dạ. Là cho một công là kể công bình đi, nó là mình lời được 66 ngàn rồi đó. Mà của mình nó không phải là bệnh kha dựa khuẩn không, mà nó còn lại là dưỡng với là năng suất lại cao vô thì cái lá đồng nó đẹp, thứ hai nữa lúa nó đổ thấy nó mạnh mẽ cái lúa đó. Dạ dạ. Đặc biệt con cái nó cứng cây nè, mấy cái lung lung là nó cứng cây ngon lắm. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chú nha.